Chào mừng quý vị đến với chương trình 60 giây của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Và chương trình hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đảm bảo cung ứng hàng hóa lương thực thực phẩm cho người dân. Thành phố Hồ Chí Minh nỗ lực đảm bảo đủ điều kiện dạy học trực tuyến cho học sinh. Singapore coi việc tự xét nghiệm thường xuyên của các cá nhân là một trách nhiệm xã hội. Một tàu chở hàng đang neo đậu tại cảng Bến Nghé bất ngờ bốc cháy. Thưa quý vị, hôm nay Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã ra công văn đề nghị các ủy ban nhân dân quận, huyện và thành phố Thủ Đức cùng các sở ban ngành, các bệnh viện, trung tâm y tế và các đơn vị liên quan phối hợp triển khai việc tổ chức tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 đến ngày 15 tháng 9. Theo đó, tiếp tục tiêm mũi 1 cho người dân từ 18 tuổi để đảm bảo độ bao phủ vaccine. Tiêm mũi 2 cho những người đã được tiêm mũi 1 đủ thời gian theo từng loại vaccine. Đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Đức và quận huyện chỉ đạo rà soát lập danh sách người dân từ 18 tuổi chưa được tiêm mũi 1 để tổ chức tiêm các loại vaccine phù hợp. Lưu ý những người cao tuổi, người có bệnh nền, người khuyết tật hoặc những người không thể đến được điểm tiêm. Lập danh sách người dân đã tiêm mũi 1 để tiêm mũi 2 đúng thời gian. Nhập danh sách người cần tiêm mũi 1, mũi 2 vào hệ thống tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 làm cơ sở quản lý đối tượng tiêm, sắp xếp lịch tiêm phù hợp theo từng ngày và thông báo mời người tiêm theo lịch hẹn. Duy trì và vận hành tốt các điểm tiêm trong và ngoài cơ sở y tế sẵn có, đảm bảo công suất khoảng 200-250 mũi tiêm một ngày một đội tiêm để hoàn tất việc bao phủ vaccine đúng tiến độ kế hoạch. Triển khai các hình thức tiêm lưu động để tăng khả năng tiếp cận vaccine COVID-19 cho những người dân không thể đến được điểm tiêm cố định. Được triển khai từ ngày 29 tháng 8 đến nay, việc kiểm soát quét mã khai báo di chuyển nội địa đã được thực hiện từ xa bằng các camera được lắp đặt sẵn tại một số địa điểm. Việc tự động hóa giảm thời gian kiểm soát mã QR chỉ còn chưa đầy 10 giây mà còn đảm bảo an toàn giữa người tham gia lưu thông và cán bộ kiểm soát, hạn chế ùn tắc. Hai hệ thống camera cố định đầu tiên được Công an thành phố Hồ Chí Minh lắp tại chốt kiểm soát đoạn qua vòng xoay Dân Chủ quận 3 và vòng xoay Phú Đồng quận 1. Cái này thì em thấy nó nhanh hơn lúc trước rất là nhiều, nó tiện cho dân hơn. Còn đi qua đây nếu mình quét một cái mình đi thì nó dễ hơn nhiều. Dữ liệu mã kiểm soát khi được quét sẽ được truyền thẳng đến cán bộ trực chốt với khoảng cách hơn 2 mét. Thì đảm bảo được cái khoảng cách tiếp xúc của cán bộ chiến sĩ với lại cái người dân thì tránh gây ùn tắc giao thông. Việc khai báo di chuyển nội địa tại trang sứckhoe.dâncưquốcgia.gov.vn là việc làm bắt buộc khi tham gia giao thông và Công an thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục triển khai quét mã tự động tại các chốt kiểm soát khác trên địa bàn dựa trên lượng thiết bị camera huy động được. Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục tăng cường đảm bảo việc cung ứng hàng hóa lương thực thực phẩm cho người dân. Đây là một trong những ưu tiên hàng đầu nhằm đảm bảo công tác an sinh xã hội trong bối cảnh dịch bệnh còn diễn biến phức tạp hiện nay. Toàn bộ cán bộ nhân viên cốt mát Nguyễn Đình Chiểu suốt nhiều ngày nay đều phải làm việc hết công suất để kịp chuẩn bị đầy đủ các đơn hàng. Siêu thị thì một ngày lượng hàng khoảng từ 7 đến 8 tấn hàng của tươi sống, số lượng thì tăng lên khoảng 30-40%. Đơn hàng đã nhận trong ngày là đáp ứng ra hết cho khách. Việc cung ứng các mặt hàng thiết yếu cho người dân thông qua nhiều phương thức khác nhau cũng được bảo đảm. Phương thức đi chợ hộ vẫn đang được triển khai tích cực. Hiện những ngày cao điểm, số lượng đơn đặt hàng tăng sấp xỉ khoảng 200.000 đơn mỗi ngày và lượng đơn hàng cung ứng trong ngày đạt khoảng 90%, cơ bản đáp ứng nhu cầu người dân. Việc mở rộng cái hoạt động của đội ngũ shipper gắn với cái hoạt động của các cái sàn thương mại điện tử, kể cả các cái hoạt động của các cái doanh nghiệp logistics được khai thác tối đa để mà giúp cho cái việc chuẩn bị cái nguồn hàng, vận chuyển hàng hóa cho tới người dân cũng như là cái việc đăng ký mua hàng cho nó thuận lợi hơn. Sở Công Thương cũng cho biết sẽ nghiên cứu tổ chức lại các loại hình phân phối để có nguồn hàng lương thực thực phẩm tươi sống có thể cung ứng kịp thời cho người dân, đặc biệt cũng tiếp tục duy trì hoạt động bán hàng lưu động. Vào thời điểm ai ở đâu ở đó thì vai trò những cô chú tổ trưởng tổ dân phố thể hiện càng rõ nét, họ giống như những bảo mẫu thực thụ khi hỗ trợ thêm phần chăm lo nhu cầu về nhu yếu phẩm và sức khỏe của người dân tại khu phố, ghi nhận tại thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Từ bó rau cần thịt đến các nhu yếu phẩm, bà Kim Hoàng đi chợ hộ cho khu phố. Tất bật ngày đêm, nhiều người ví bà như bảo mẫu. Cảm nghĩ là nếu mà trong cái mùa dịch này mà không có tổ trưởng á, thì rất là dân rất là khó khăn, không biết kêu ai. Hôm qua mình có đặt cho cô tổ trưởng vào lúc chiều hôm qua, thì hôm nay thì mình vừa nhận được, cũng cảm thấy là được là rất là ấm lòng. Không kể hết tên những đầu công việc như lên danh sách người tiêm vaccine, thông báo lịch tiêm chủng hay tổng hợp các hộ khó khăn, hỗ trợ theo dõi các gia đình F0 cách ly tại nhà mà các tổ trưởng hỗ trợ cho phường. Đầu tiên là do lo cho khẩu mình trước rồi đã.
Ờ, ví dụ như dư giả thì mình san sẻ cho các cái tổ lân cận. Vai trò của các tổ trưởng tổ dân phố hết sức là quan trọng, đặc biệt là trong công tác an sinh xã hội cũng như là chăm lo cho người dân trên địa bàn. Có lẽ điều mà ai cũng mong mỏi lúc này là dịch bệnh sớm qua và mỗi người lại trở về quỹ đạo vốn có của cuộc sống. Trong những ngày qua, nhiều lực lượng quân đội hướng về thành phố Hồ Chí Minh để phối hợp với chính quyền địa phương trong công tác phòng chống dịch, hỗ trợ nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội. Một trong những lực lượng ấy chính là các đơn vị hải quân. Thiếu úy quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Đức Mạnh, học viên trường cao đẳng kỹ thuật hải quân, là một trong 200 đồng đội đã có mặt tại đây nhằm hỗ trợ tối đa cho người dân đang thực hiện ai ở đâu ở yên đó. Alo, chị Liên phải không ạ? Rất may là người dân đều lên những list thực đơn rất cụ thể và tỉ mỉ nên chúng em đã khắc phục được và cũng đã mua được gần như là đáp ứng đầy đủ những nhu cầu người dân ạ. Mỗi ngày, mỗi chiến sĩ hải quân đi chợ hộ cho khoảng 70 hộ dân trên địa bàn phường Linh Trung, thành phố Thủ Đức. Anh xin cảm ơn mấy chú bộ đội để người dân khỏi phải ra khỏi nhà. Anh nghĩ là nếu mà mình làm tốt như vậy thì dịch bệnh sẽ qua vào nhanh thôi. Bộ cán bộ chiến sĩ đều yên tâm làm tốt công tác hậu phương gia đình để thực hiện tốt cái chức trách nhiệm vụ tại nhà trường cũng như là tham gia cái đoàn công tác phòng chống dịch. Đợt công tác này là kỷ niệm khó quên với các chiến sĩ hải quân bởi việc làm của anh và đồng đội đã góp phần giúp cuộc sống của người dân thành phố Hồ Chí Minh sớm được bình yên trở lại. Năm học mới này tiếp tục là một năm học khó khăn, đặc biệt với thành phố Hồ Chí Minh, khi các em học sinh dự kiến phải học trực tuyến kéo dài ít nhất đến hết học kỳ 1. Năm học bắt đầu với không ít nỗi lo khi các em chưa có sách giáo khoa và nhiều em không có thiết bị thông minh để học. Ngành giáo dục và các trường đang nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp song hành cùng học sinh. Trường Tiểu học Hòa Bình Quận Nhất đã xây dựng các clip học tập phù hợp, chú trọng đến học sinh lớp 1, lớp 2. Độ tuổi mà học trực tuyến không phải là điều dễ dàng. Tôi cũng đã đầu tư xây dựng các clip với các chủ đề làm sao đảm bảo cho học sinh là vừa vui tươi, sinh động nhưng mà với kiến thức trọng tâm và không có nhàm chán trong việc học. Nhiều chương trình ý nghĩa đã được thực hiện như ATM điện thoại thông minh. Qua đó, điện thoại thông minh, laptop, những bộ sách giáo khoa đã được trao tận tay học sinh khó khăn. Thì với cái mong muốn là không bỏ lại bất kỳ một học sinh nào lại phía sau, ai có dư thiết bị thì có tặng lại cho những bạn học sinh khó khăn này. Trong điều kiện hiện nay, ngành giáo dục rất cần sự đồng hành, hợp tác từ phía phụ huynh. Phụ huynh phải đóng vai trò là người giám sát việc học tập các cháu, cho học sinh hình thành nên một cái thói quen tự giác. Một năm học đặc biệt khi không có tiếng trống rộn ràng của ngày khai trường, nhưng không vì thế làm giảm đi nhiệt huyết và quyết tâm của thầy và trò, bởi càng khó khăn thì lại càng phải dạy tốt và học tốt. Tiếp theo trong phần thông tin quốc tế của chương trình, chơi trống cổ truyền để rèn luyện sức khỏe tại Nhật Bản. Mực nước xuống thấp để lộ tàn tích của một ngôi làng 36 năm trước. Thưa quý vị, Singapore đang bắt đầu kế hoạch sống chung với COVID-19. Bí quyết của đảo quốc này chính là việc tiêm vaccine. Và một điểm đặc biệt nữa là coi việc tự xét nghiệm thường xuyên của các cá nhân là một trách nhiệm xã hội. Theo Bộ trưởng Tài chính, đồng chủ tịch lực lượng tác chiến chống COVID-19 Lawrence Wong, thì Singapore là một trong những quốc gia dẫn đầu thế giới về tỷ lệ tiêm vaccine và giờ nước này nên trở thành một quốc gia đi đầu cả về xét nghiệm, nơi mà việc xét nghiệm trở thành một cách sống. Chính vì vậy, các bộ kit xét nghiệm đang được phát tới từng hộ gia đình. Đồng thời, cơ quan khoa học y tế đã thông qua 6 bộ kit tự xét nghiệm ART hiện có sẵn tại các cửa hàng bán lẻ lớn và các nền tảng thương mại điện tử. Những người dương tính với virus SARS-CoV-2 qua xét nghiệm nhanh sẽ tới một cơ sở y tế do chính phủ tài trợ để được xét nghiệm PCR nhằm xác nhận tình trạng mắc bệnh. Các chủ doanh nghiệp cũng được khuyến khích nên biến việc xét nghiệm thường xuyên trở thành một quy chuẩn mới tại nơi làm việc. Hệ thống xét nghiệm thường xuyên và tiêm vaccine sẽ được áp dụng với những người làm việc trong ngành y tế, chăm sóc người cao tuổi và những ngành làm việc liên quan đến trẻ em từ 12 tuổi trở xuống. Hôm nay, các chuyên gia cố vấn vaccine của Anh đã đưa ra khuyến nghị cho vấn đề tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ em trong bối cảnh nhiều quốc gia trên thế giới bắt đầu chiến dịch này. Cụ thể, Ủy ban Hợp tác về Tiêm chủng và Miễn dịch Anh Quốc JCVI cho biết không khuyến nghị tiêm vaccine cho tất cả trẻ em từ 12 đến 15 tuổi trên toàn cầu, kể cả đối với đối tượng khỏe mạnh. Nguyên do là các cơ quan y tế cần phải theo dõi kỹ hơn về những tác dụng phụ lâu dài như bệnh viêm tim hiếm gặp. Điều này còn rủi ro hơn đối với trẻ em có sức khỏe dưới chuẩn. Trên thực tế, mặc dù tỷ lệ lây nhiễm COVID-19 ở trẻ em là cao, nhưng đối tượng này hiếm khi gặp trường hợp bệnh chuyển biến nặng.
JCVI khuyến cáo cần chờ đợi thêm thông tin trước khi đưa ra kết luận chính thức. Trên thực tế, nhiều chính trị gia và các nước đã ủng hộ tiêm vaccine cho trẻ em. Trong khi đó, hôm nay chính phủ Cuba đã bắt đầu thực hiện chiến dịch tiêm ngừa toàn quốc cho trẻ từ 2 đến 18 tuổi. Với chiến dịch rộng rãi này, La Habana nhắm tới mục tiêu mở cửa lại trường học dưới hình thức học tập trực tiếp. Tại một ngôi chùa ở thị trấn Oiso, phía bắc thủ đô Tokyo, Nhật Bản, có một chương trình rèn luyện sức khỏe độc đáo kết hợp với học chơi trống cổ truyền. Mục tiêu của lớp học này là giúp học viên vận động, giảm căng thẳng trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp và kéo dài. Cha đẻ kiêm giảng viên của khóa học này, Masashi Ishikawa cho biết, ngành fitness tại Nhật Bản bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19, nhiều phòng gym đã phải đóng cửa, còn người dân thì cảm thấy bất an khi quay trở lại phòng tập. Vì vậy, nhóm của anh đã thảo luận để tìm ra một hình thức tập luyện an toàn, vừa đảm bảo không gian thoải mái cho các học viên vận động, vừa đảm bảo quy định giãn cách. Chúng tôi nghĩ kết hợp nhạc cụ cổ truyền với tập thể dục sẽ rất thú vị. Dịch bệnh khiến tôi xuống tinh thần lắm, nên tôi quyết định tham gia chương trình. Giờ thì tôi thấy thoải mái, cởi mở hơn. Bất kỳ đối tượng học viên nào cũng được tiếp đón và họ không cần phải tham gia thường xuyên. Tuy nhiên, nếu học viên có thể tham gia liên tục trong 3 tháng, thì họ có thể cảm nhận sự thay đổi rõ rệt, cả về thể chất lẫn tinh thần. Robot đang ngày càng tham gia vào nhiều hoạt động của đời sống con người. Các nhà khoa học cũng bắt đầu nghiên cứu ảnh hưởng và tác động trong các tương tác giữa người và máy. Một trong những điểm thú vị chính là việc nhìn vào mắt nhau giữa máy và người. 40 người tình nguyện chơi video game Con gà chống lại robot. Người chơi sẽ quyết định tông xe hay lách tránh. Hành vi và hoạt động thần kinh của họ được ghi lại bằng điện não đồ. Khi màn hình chớp đen, người chơi sẽ phải nhìn robot. Nó có thể nhìn lại hay không nhìn họ. I am an artificial intelligence. Chúng tôi nhận thấy não người xử lý cái nhìn của robot nhìn mình là tín hiệu giao tiếp. Tín hiệu này tác động việc ra quyết định của người chơi. Cái nhìn của robot làm họ chậm ra quyết định hơn. Kết quả sẽ được tập hợp để nghiên cứu xa hơn về nơi và cách thích hợp triển khai robot trong tương lai. Báo cáo của Liên đoàn Thiết bị Robot và Tự động hóa Thế giới cho thấy, trong năm 2018 và 2019, doanh số robot cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp đã tăng 32%, đạt 11 tỷ 200 triệu đô la Mỹ. Từ nghiên cứu về các loài chim, giờ đây nhà nông học đã nghỉ hưu 65 tuổi Juan Guillermo Jaramillo chuyển sự đam mê của mình sang các loài bướm. Ông cũng hiện là đồng tác giả của một bản kiểm kê độc đáo do một nhóm các nhà khoa học quốc tế lập ra, xác nhận rằng Colombia là quốc gia có nhiều loài bướm nhất trên thế giới. Danh sách được công bố vào tháng 6 bởi Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên ở London, nước Anh, một tổ chức uy tín nơi đang lưu trữ bộ sưu tập lớn nhất và lâu đời nhất về những loài côn trùng này. Theo bản kiểm kê, thì Colombia có 3.642 loài bướm và là một trong những quốc gia có sự đa dạng sinh học phong phú nhất thế giới, chiếm 19,4% của tất cả các giống được biết đến trên hành tinh. Điều đặc biệt, ông Jacamillo không phải là một nhà sưu tập bằng cách bắt bướm làm mẫu vật. Ông hiện có một cơ sở dữ liệu độc đáo gồm 220.000 bức ảnh và đã được xác định 1.500 loài ở Colombia, gần một nửa số loài được ghi nhận. Bướm là loài côn trùng nhiều nhất trên hành tinh sau bọ cánh cứng với gần 160.000 chủng được nhận dạng. Riêng Colombia có số lượng bướm nhiều gấp đôi so với các loài chim. Ở dãy Andes hiện có khoảng 10 đến 15% số loài bướm chưa được phân loại. Mực nước ở đập Duhok của Iraq đang xuống thấp và nó đã hé lộ những gì còn lại của một ngôi làng đã chìm trong làn nước 36 năm về trước. Sự kiện này thu hút nhiều người đến xem với những nỗi niềm khác nhau. Đây là ngôi làng Kasruka đã chìm xuống đáy khi đập Duhok tích nước vào năm 1985. Ở lâu trong nước, những tàn tích của ngôi làng vừa quen vừa lạ với những người dân sống quanh vùng. Đây là khu trường học, có ngọn đồi cao hơn so với cả vùng. Nhiều người từng học ở ngôi trường này vẫn còn sống. Lưu lượng mưa thấp và mùa khô kéo dài đã khiến mực nước sụt mạnh để lộ toàn bộ khu vực. Ngôi làng xuất hiện trở lại đã thu hút nhiều người dân đến thăm. Một số để ngắm cảnh tượng mà họ không thể thấy trong hàng chục năm qua. Một số đến để nhớ lại ngôi làng cũ mà họ từng gắn bó một khoảng thời gian dài trong quá khứ. Thưa quý vị, hôm nay Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương cho biết đã yêu cầu các cơ quan liên quan chấn chỉnh ngay công tác tổ chức cung cấp suất ăn tại khu điều trị dã chiến Thới Hòa, thị xã Bến Cát. Một video đang lan truyền trên mạng cho thấy vào sáng qua tại khu điều trị này đã xảy ra tình trạng các F0 giành giật chen lấn, thậm chí xô đổ cả hàng rào để lấy đồ ăn.
Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân xảy ra việc F0 giành giật xô hàng rào để lấy đồ ăn, một phần do ý thức của người dân chưa tốt, nhưng một lý do khác là vì có hàng ngàn F0 được Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 thị xã Tân Uyên chuyển về khu điều trị Thới Hòa trong đêm, nhưng lại không phối hợp tốt với ban điều hành khu điều trị, dẫn tới tình trạng thiếu đồ ăn, các suất cơm đến chậm trong buổi sáng. Tới chiều tối qua, tình hình tại khu điều trị Thới Hòa đã ổn định trở lại khi lực lượng công an được tăng cường, đồng thời số suất ăn cũng được tăng lên theo số lượng F0 được trung chuyển tới. Khu điều trị dã chiến Thới Hòa thuộc Bệnh viện dã chiến số 1 là một trong những khu điều trị dã chiến cho bệnh nhân COVID-19 lớn nhất tại Bình Dương với trên 12.000 giường và đang tiếp tục được mở rộng. Hôm nay, lực lượng chức năng thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đã xử phạt hành chính tổng số tiền 120 triệu đồng đối với 8 đối tượng tổ chức ăn nhậu trong thời gian giãn cách xã hội. Trước đó, vào chiều ngày 2 tháng 9, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, lực lượng chức năng phường Tiến Thành tới kiểm tra và bắt quả tang 8 thanh niên đang tổ chức ăn nhậu tại một căn nhà ở khu phố 2, phường Tiến Thành. Tại hiện trường, trên bàn nhậu còn có một dụng cụ để hút xì xa. Các đối tượng được mời về trụ sở công an để làm việc và chịu mức phạt vi phạm hành chính mỗi người 15 triệu đồng. Chỉ trong 5 ngày, từ 29 tháng 8 đến 2 tháng 9, Công an phường Tiến Thành đã phát hiện và xử lý 2 vụ với 15 thanh niên tổ chức ăn uống trong thời gian giãn cách xã hội, xử phạt vi phạm hành chính 225 triệu đồng. Công an thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai vừa làm việc với Nguyễn Minh Tiến, ngụ thành phố Biên Hòa để điều tra về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật về tiêm vaccine phòng COVID-19. Theo đó, vào chiều ngày 1 tháng 9, trên mạng xã hội Facebook lan truyền thông tin về một người bị sốc phản vệ sau khi tiêm vaccine Verocell của Trung Quốc. Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, Nguyễn Minh Tiến vào đăng bình luận ở khu 8 chích xong rút kim ra dãy đền rạch. Sau đó, nhận thấy thông tin không chính xác nên Tiến đã gỡ bỏ bình luận nói trên. Tuy nhiên, việc làm của Tiến đã gây hoang mang dư luận, gây bất bình cho nhiều người dân. Công an thành phố Biên Hòa đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật. Sáng nay, một tàu chở hàng đang neo đậu tại cảng Bến Nghé, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh thì bất ngờ bốc cháy. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng triển khai phương án cứu hộ cứu nạn, bảo vệ kịp thời kho hàng trên tàu. Theo lời khai của thuyền trưởng tàu Morning Vinafco vốn cập cảng đêm qua để nhận hàng container, điểm xuất phát cháy là một container chứa bao bì được đặt trong hầm 2 của tàu. Trước lúc cháy, tàu có bảo dưỡng hàn xì gần hầm hàng và mọi người nghe có tiếng nổ, sau đó lửa bắt đầu bùng cháy. Phát hiện cháy, công nhân trên tàu lao vào dập lửa và báo cho lực lượng công an. Nhận tin báo, lực lượng trạm biên phòng cửa khẩu cảng Bến Nghé, trạm biên phòng cửa khẩu cảng Khánh Hội, thủy đội công an đường thủy, công an phường Tân Thuận Đông quận 7, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận 7 và lực lượng phòng cháy chữa cháy cảng Bến Nghé đã nhanh chóng có mặt phun nước dập tắt đám cháy sau khoảng 30 phút. Vụ việc không có thiệt hại về người. Trưa nay, Ủy ban Nhân dân huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước cho biết đã tìm thấy cháu bé 3 tuổi nghi bị nước lũ cuốn trôi sau một ngày mất tích. Thật kỳ diệu là cháu bé vẫn khỏe mạnh. Trước đó, khoảng 5 giờ chiều qua, ba mẹ cháu bé đã đến công an xã Phú Sơn trình báo. Con trai của họ là cháu Thạch Lâm Tùng, 3 tuổi, bỗng dưng mất tích khi đi hái măng cùng ba mẹ. Gia đình nghi cháu bị rơi xuống suối. Sau khi khám nghiệm hiện trường, công an phát hiện có vết trượt và đôi ủng cháu bé đi nằm ngay bên bờ suối. Hơn 100 người trong huyện Bù Đăng phối hợp với lực lượng của tỉnh Đắk Nông cùng ra quân tìm kiếm. Đến khoảng 12 giờ trưa nay, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy cháu bé trong một bụi tre cách hiện trường nơi cháu nghi bị nước cuốn trôi khoảng 500 m. May mắn cháu bé còn sống và khỏe mạnh. Tối nay, Bộ Y tế cho biết có 9.521 ca mắc COVID-19 mới, thấp hơn 5.401 ca so với hôm qua. Thành phố Hồ Chí Minh vẫn là địa phương có số ca mắc cao nhất với 4.104 ca, trong số ca bệnh khỏi là 11.848. Kính thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục thực hiện chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ với các biện pháp mạnh hơn nhằm kiểm soát đẩy lùi dịch bệnh. Chúng ta đang trong những ngày cao điểm với quyết tâm và nỗ lực cao nhất nhằm kiểm soát tình hình, sớm đưa thành phố trở lại trạng thái bình thường. Rất mong quý vị trong thời gian này nghiêm túc chấp hành quy định chung, không đi ra đường khi không có việc thật cần thiết. Ai ở đâu, ở yên đó. Đồng lòng chia sẻ hợp tác với cơ quan chức năng để đảm bảo việc thực hiện chỉ thị 16 đạt được kết quả như mong muốn, để thành phố thân yêu của chúng ta có lại sự bình yên và an toàn. Đến đây thì chúng tôi cũng xin được khép lại chương trình 60 giây chiều nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.